Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một bữa ăn sáng của mình vừa nhanh và vừa tiết kiệm thời gian. Đầu tiên thì mình sử dụng 4 muỗng whey của Monster Hunter. Nó sẽ cung cấp cho mình khoảng 26g protein. Sau đó thì mình sẽ cho thêm 30g yến mạch. Nó sẽ cung cấp cho mình khoảng 20g cáp. Vì là mình tập luyện buổi sáng nên là mình sẽ cần một chút cáp. Tiếp đến thì mình sẽ đổ thêm 200ml sữa không đường. Nó sẽ cung cấp cho bạn thêm 6g protein nữa. Sau đó anh em lắc đầu lên là có thể sử dụng được rồi. Riêng mình thì bón nữa thêm 2 quả trứng nữa. Như vậy tổng bữa sáng của mình cung cấp được khoảng 44g protein và chỉ với 300 calo. Ông nào mà lời giống mình thì áp dụng nhá.